Tôi đã chi một khoản rất lớn cho những người kết nối gặp Messi, sau 5 ngày kể từ khi ra mắt MV có hình ảnh siêu sao Messi, dắt trả lời độc quyền với tuổi trẻ online, nói về các tranh cãi như tin đồn 60 tỷ đồng, tin đồn đi ké, một doanh nhân và việc ekip Messi có cho phép sử dụng hình ảnh. Hôm 5 tháng 9, ca sĩ dắt trả lời phỏng vấn tuổi trẻ online về những thông tin xung quanh MV từ nơi tôi sinh ra, có sự xuất hiện của siêu sao bóng đá Lionel Messi, MV ra mắt hôm 31 tháng 8 và gây tranh cãi. Liên quan đến những người giúp dắt gặp Messi, tin đồn về số tiền 60 tỷ đồng cũng như việc Messi có cho phép sử dụng hình ảnh của mình trong MV hay không, nghệ sĩ hàng ngày phải đối mặt với quá nhiều tin đồn thất thiệt, nếu cứ chạy theo để thanh minh thì tôi thấy không ổn, tôi cũng không ngờ tin đồn này lại có khả năng lan rộng đến vậy. Mọi người bắt đầu nghi kỵ lẫn nhau. Ngay cả những người anh em đã hỗ trợ tôi đi gặp Messi cũng hiểu lầm bên dắt tung ra tin đồn này. Nhận thấy mọi chuyện đi quá xa, đại diện pháp lý của tôi đã chính thức lên tiếng, một lần nữa, tôi khẳng định tim của dắt không tung ra tin đồn đó. Thông tin dắt chi 60 tỷ đồng để mời Messi xuất hiện trong sản phẩm là thông tin bịa đặt, tới thời điểm này tôi khẳng định cá nhân tôi đã phải chi một khoản kinh phí rất lớn cho những người kết nối giúp tôi gặp messi đây không phải chuyến đi ké như mạng xã hội đang lan truyền dắt chia sẻ với báo tuổi trẻ